Chào mừng quý thầy cô đến với kênh Học liệu tiểu học. Kính thưa quý thầy cô, trong video hôm nay mình xin được chia sẻ cùng quý thầy cô một thủ thuật rất hay của Google Drive. Đó là kỹ thuật gì thì sau đây xin mời quý thầy cô chúng ta chú ý theo dõi. Và thủ thuật đó chính là cách chúng ta copy tài liệu lưu trên Google Drive của người khác về Google Drive của mình. Cụ thể đó là khi thầy cô chúng ta vào một cái trang nào đó ở trên Facebook hoặc là trên YouTube, thầy cô chúng ta sẽ thấy mọi người chia sẻ tài liệu dạng như thế này, đó là bằng các đường link ở trên Google Drive. Thì thông thường thầy cô chúng ta chọn một trong hai cách để lưu. Cách thứ nhất là thầy cô chúng ta sẽ copy cái đường link này, chúng ta dán vào cái Cloud trên Zalo của mình, hoặc là chúng ta dán vào một cái file Word để chúng ta lưu lại, khi cần thiết thì chúng ta mở lên. Tuy nhiên cái cách này thì chúng ta không có an toàn, vì Google Drive của người khác thì người ta có thể là xóa bất cứ lúc nào, nên là khi người khác xóa thì mình sẽ không còn cái tài liệu nữa. Và cách thứ hai là chúng ta click vào cái đường link này. Sau đó thầy cô chúng ta sẽ tải lần lượt các cái thư mục về máy của mình. Rồi sau đó thầy cô mới tải ngược lên cái Google Drive của mình. Như vậy thì nó mất rất là nhiều thời gian. Thay vì như vậy thì thầy cô chúng ta sẽ copy từ cái Google Drive của người khác nè. Chúng ta sẽ copy sang cái Google Drive của mình. Cách thực hiện như sau. Trước tiên quý thầy cô chúng ta hãy chọn cái tài khoản Google Drive mà mình muốn lưu. Ở đây mình là lưu vào Google Drive của học liệu tiểu học. Khi thầy cô chúng ta mở lên các cái thư mục này, mình thấy nó nằm ở trong Google Drive của cái tài khoản của mình, nhưng mà thật ra là nó không phải, nó nằm trên cái tài khoản khác đó thầy cô. Tại vì mình mở lên thì là cái tài khoản Google Drive của mình, nên mình thấy là nó giống như nó nằm ở trên tài khoản Google Drive của mình, nhưng mà thật ra là nó nằm ở trên cái tài khoản của người khác. Vì vậy thì chúng ta phải copy copy cái tài cái thư mục ở Google Drive của người khác qua cái Google Drive của mình. Thì để làm được việc này thì thầy cô chúng ta phải cài một cái tiện ích bằng cách là chúng ta click vào mới nè. Chúng ta chọn ứng dụng khác. Chúng ta chọn kết nối ứng dụng khác. Sau đó nó xuất hiện một cái giao diện mới. Thầy cô để ý trong cái khung tìm kiếm ứng dụng nè. Chúng ta gõ vào tên copy. Đây thì nó sẽ hiện ra nè. Copy URL to Google Drive. Tức là copy cái đường link đó tới Google Drive. Thầy cô click chọn cái ứng dụng này. Thì đây thầy cô copy URL to Google Drive nè, chúng ta click vào đây. Sau đó chúng ta click vào cài đặt. Thầy cô click tiếp tiếp tục. Nó sẽ xuất hiện cái bảng để thầy cô chọn cái tài khoản. Ví dụ mình muốn lưu cái trên cái tài khoản của cái email nào đó, thì thầy cô chúng ta click vào. Còn không thì chúng ta sử dụng một cái tài khoản khác. Thì thầy cô click sử dụng tài khoản khác. Ở đây mình click vào cái tài khoản mình lưu, là cái kênh học liệu của mình luôn, nên mình click vào đây. Sau đó chúng ta click chọn tất cả, hoặc là thầy cô chúng ta tích vào hai cái mục này. Chúng ta kéo xuống, chúng ta click vào tiếp tục. Chúng ta click OK, click vào xong. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái ứng dụng copy URL to Google Drive. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ copy cái tài liệu hay là cái dữ liệu, cái thư mục trên cái Google Drive của người khác sang Google Drive của mình. Ví dụ ở đây mình copy cái lớp 1. Ở đây copy, đây là cái tài liệu sách giáo khoa thầy cô. Mình sẽ copy
các cái tài liệu sách giáo khoa lớp 1 sang cái Google Drive của mình. Đó, bằng cách là thầy cô chúng ta lít phải nè. Đó, cái thẻ mở bằng nè. Đó, khi mà thầy cô chúng ta cài xong cái ứng dụng thì nó sẽ có cái xuất hiện ứng dụng copy URL to Google Drive. Đó, chúng ta chọn cái mục này. Rồi tiếp theo thầy cô để ý cho mình cái ngay cái mục nè. Save copy to Google Drive. Ở mục bên phải là select target folder, tức là chúng ta chọn cái thư mục để mình lưu. Thì thầy cô list vào đây ha. Chúng ta list vào cái chọn thư mục để mình lưu nè. Đó, thì nó sẽ hiện các cái thư mục ở trên Google Drive của mình. Đó, thầy cô muốn lưu vào đâu thì chúng ta list vào cái thư mục đó. Ví dụ ở đây mình lưu vào cái thư mục có chữ số 1 hay thầy cô để ý nha. Đó, thì chúng ta list chuột vào cái thư mục mình định lưu. Sau đó chúng ta chọn select. Đó, sau khi chọn xong cái nơi lưu xong, đó, thầy cô list vào cái mục save copy to Google Drive. Đó, để chúng ta lưu cái copy đến Google Drive của mình á, chúng ta list vào đây. Đó, thì nó sẽ hiện nè thầy cô. Đó, đang copy nè. Đang copy qua cái Google Drive của mình đó thầy cô. Nó chúng ta chờ copy qua Google Drive của mình là xong. Ở đây nó có rất là nhiều cái tập tin nè thầy cô. Tập tin PDF nằm trong các cái thư mục. Đó, nên mà thầy cô chúng ta tải về rồi chúng ta đưa lên cái Google Drive của mình nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Rất là lâu hết thầy cô. Nên là cái cách này chúng ta lưu lại rất là nhanh. Nó báo chữ complete như thế này là nó đã hoàn thành rồi thầy cô. Đó, như vậy là mình đã copy xong. Đó, bây giờ tiếp theo mình sẽ vô kiểm tra thử xem có không nha thầy cô. Chúng ta vào cái biểu tượng chín chấm tròn nè. Chúng ta vào chữ right nè. Hồi nãy thầy cô nhớ là chúng ta copy vào số 1 đúng không ạ? Thư mục số 1 thì chúng ta mở là thư mục này lên. Đó, thì nó có chữ copy of lớp 1 nè. Như vậy là mình đã copy xong đó thầy cô. Bây giờ mình mở lên xem có không. Đó, thì trong lớp 1 này có các cái xem bộ sách nè. Cánh diều nè. Rồi chân trời sáng tạo nè. Đó, rất là nhiều cái file ở trong này hết thầy cô. Đó, rồi kết nối tri thức với cuộc sống nè. Copy đầy đủ các cái tập tin trong thư mục. Đó, thầy cô thấy nó nhanh không ạ? Đó, rất là nhanh so với mình tải về rồi mình đưa lên lại để mình lưu. Đó, thì cái cách này nó giúp cho thầy cô chúng ta tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Đó, thì trên đây mình vừa chia sẻ cùng quý thầy cô cách chúng ta copy tài liệu từ Google Drive của người khác về Google Drive của mình. Và cuối cùng xin chúc quý thầy cô chúng ta sẽ thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô trong các video sau.